Đây, nói cái gì? Nói sao? Ai mua cái này cho con? Ai mua cái súng này cho con vậy? Anh hai á. Ai cho tiền? Rồi kìa, hết chuyện chơi. Bữa nay được anh hai mua cho cây súng rồi đó. Hả? Tiền đâu mua? Tiền ở đâu mua? Ở đâu siêu thị mà. Tiền ở đâu? Tiền trong siêu thị á hả? Tiền ở đâu ra? Coi nè, nó. Hồi sáng sáng đi mua hết nhiêu tiền rồi? Nè. Ok, chơi vậy nãy giờ bắn ai với bắn ai rồi? Mua súng về bắn ai với bắn ai rồi? Ôi trời ơi, vậy đó hả? Vậy vậy đó hả? Thì súng hết nhiêu tiền? Bắn mẹ thử nè. Thôi khỏi, đừng bắn thử đâu, đánh chứ bây giờ bắn mẹ thử không? Bắn anh hai vô đầu. Bắn anh hai vô đầu anh hai hả? Dạ. Ừ, bắn đi nó quánh mày. Ok. Đó. Chưa biết chơi không? Chưa biết chơi không? Ok. Ừ, bắn anh hai này. Anh hai trốn rồi. Đây nè, bắn rồi. Hết tiền cho. Hết tiền cho. Nó dở lên nắng vậy nó. Trời ơi. Cái nè, cả nhà ơi, sáng giờ anh hai đi lên anh chụp lên đây trời mưa không à cả nhà. Trời mưa không, không có được đi đâu chơi chơi ở nhà. Sáng anh hai đi về đi mua đồ ăn sáng, anh hai cho mua cho cây súng chơi về chơi vậy. Mua đâu? Hả? Chỗ này mua đồ chơi đó. Đó, chỗ hay mua đồ chơi đó. Ôi trời, tôi kêu lại chào bà cô chú ông ơi. Nè, lại chào ông bà cô chú nè, chào không? Chào bà cô chú. Bữa nay chuột làm gì? Mua sơ mi tay ngắn mà nó có tới đây khúc đen khúc trắng thì kỳ. Ừ, nó đi ra cái đó nó, nó được anh hai nó mua cho nó cây súng rồi cả nhà. Rồi nó đè đi nó bắn anh hai, nó không thấy anh hai bắn cho đất anh hai luôn, bắn cho hai luôn hả? Lại đây nói chuyện với ông bà cô chú sao vậy? Tóc đen rồi nè. Vậy đó hả? Là sáng hả anh hai chở con đi mua hả? Dạ, chở mua bánh trò chơi á. Chở đi mua bánh rồi mua trò chơi luôn. Có mua bánh đó hả? Nó có. Trời, tính đâu mua bánh nữa. Rồi con chào ông bà đi, hello chào đàng hoàng đi. Hello chào chú chú. Ôi trời, nó xạo quá. Hello Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nha. Em chào các ông bà cô chú anh chị và các bạn xem trên kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà. Bữa nay trời trời mưa cả nhà, lên chuột đi lên thành phố lên chứ cha cả nhà, nhưng mà trời mưa không lạnh thì chui vô đấy anh hai anh địch cái là thúi luôn đó. Rồi trời mưa cái là cũng không được đi đâu chơi hết cả nhà. Với bữa nay cuối tuần cái từ đi gần qua đi rước gì Út đó. Ngày qua đi rước gì Út, Út của chuột qua chơi rồi đây sáng giờ đòi ăn vịt nấu cà ri. Rồi sáng giờ em bỏ chổng cho em đi chợ về, mình máy nó bắt mưa, mình máy ướt nhẹp luôn, máy che bắt nhẹp luôn, giờ em mới ăn xong. Chồng em cũng làm đồ ăn. Ê, mình lột mấy củ hành vậy? Hai củ. Một củ thôi. Củ to mà, rồi lỡ là lột hai củ luôn đi. Này, em mua một con rưỡi vịt về nấu cà ri cả nhà. Dòm gì tôi dòm thôi. Đó, chồng em ổng sắm giờ ổng mặn vịt ổng rửa, giờ ổng chặt xong rồi ổng rửa đó cả nhà. Gái em đi ý quên em gái em đi mặn với con gái cái quen cái nãy giờ cái kêu em gái em nó toàn là con gái không à. Con gái em ngồi lọt rau, lọt khoai môn. Đang nấu món cà ri ăn cả nhà, bữa nay trời mưa không đi đâu được hết trơn cả nhà. Mưa tầm tã nước lên nữa, sau hè em nước lên luôn rồi cả nhà. Đây nè cả nhà, nó nhà em sau hè nè cả nhà, nước nó ngập nó lên nó cỡ này nè cả nhà. Đó. Mưa nước nó ngập vườn mai nó ngập hết trơn, nên ảnh phải kê lên đó cả nhà. Sau hè em cũng ngập luôn rồi, mưa lớn quá, mưa lớn, mưa từ sáng tới giờ không có thoát được luôn. Đây. Cái gì vậy? Cái gì? Cái gì? Đi đâu? Làm cái gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Rồi anh hai đóng cửa rồi. Trời ơi, nó lo nó chơi, nó kêu em đi coi với nó coi nè. Làm gì anh hai phá cửa rồi? Ê, thôi thôi thôi, 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 thôi. Tính đập cửa luôn hả? Bắn cửa nhà mình coi sao? Hả? Bắn cái cửa nhà mình về được. Bắn cái cửa hả? Ôi, trời, chơi mới mở cửa không được là chơi đá cửa đập cửa luôn. Ừ, đó rồi, hư luôn. Hư luôn. Hư luôn. Mưa quá trời mưa, chuột lên đây mà mưa cũng không đi chơi được luôn ở nhà. Đấy rồi, đã chiều đây chiều bớt mưa mới cha chở mới được chuột được đi chơi. Đi chơi không? Chuột nè, chuột con nè, con ở dưới quê, con lên đây con nói con kêu cha làm gì, kêu cha làm gì với làm gì. Nói cho các bạn nghe coi, trời mở không có được. Coi kìa, coi kìa. Không, mẹ không mở được. Nó quậy không à.
Trời, dám dám kêu cha mở cửa đi, đang cho nó vô nó quánh anh hai. Rồi nó đây. Rồi gì đó hả? Quánh anh hai bằng cái kiếm, vô chổng anh hai quánh lại đó. Quậy kìa nè. Nhà ai cũng lớn trơn con ơi, nó không quậy sám hồn quậy luôn. Quậy gì đó. Anh quậy cái anh hai chạy vô phòng trốn luôn rồi giật anh hai chịu không nổi. Bữa nay mưa cả nhà không ai đi làm hết, ở nhà hết luôn. Mưa là nhà với chuột. Ờ mưa là nhà với chuột hả? Chuột à, con ăn bún cà ri không? Hả? Bữa nay nấu bún cà ri chuột chê, chuột không chịu ăn cả nhà. Nó có gì kìa, ngồi đó kìa. Giờ có ăn không? Không ăn, chê bún bún cà ri không ăn. Đó giờ nó không ăn bún cà ri. Đây, nấu nãy giờ xong rồi. Giờ mấy gia đình em ăn cả nhà ơi. Thôi, anh ăn đi. Anh ăn đi. Bà cả nhà cũng ăn. Ăn món cà ri với bún. Cà ri bánh mì với bún, ai ăn bún thì ăn, ai ăn cà ri thì ăn. Đây em làm sẵn tô bún của em nè, em bỏ giá hẹ với rau vô đây em ăn. Đơn giản. Đợi bông mềm mới ta. Bông mềm có hình như gã có bị sượng nữa gì á. Có cái nào nó chưa gã là nó sượng hay sao hết là nó. Chuột ơi, phá gì vậy chuột? Phá gì vậy? Đi ra. Đi ra tính phá. Phá mới giặt mẹ hả, đi ra. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Mấy mới giặt mày đừng giặt mà lại đó phá. Đi ra ngoài.